Vườn nắng lạnh Coffee and BBQ đã trở thành nơi trưng bày 81 tác phẩm nhiếp ảnh của MBK về cảnh quan Đà Lạt. Từ cỏ cây xanh mướt, những bông hoa tươi thắm cho đến côn trùng đa dạng và vạn vật sống khác. Mỗi tác phẩm đều kể đến một câu chuyện riêng được chụp trong suốt 40 năm qua. Triển lãm mang đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc vào vẻ đẹp của Đà Lạt và cảm nhận tình yêu và sự tận hưởng cuộc sống mà MBK đã truyền tải qua tác phẩm của mình. Côn trùng đa dạng và vạn vật sống khác. Mỗi tác phẩm đều kể đến một câu chuyện riêng được chụp trong suốt 40 năm qua. Đà Lạt quá đẹp, đúng không? Mà cái điều mà đẹp á, mà tôi thấy á, mà đặc biệt chỉ có Đà Lạt có là nắng lạnh. Ô, Đà Lạt có cái nắng lạnh mà không có nơi nào có, cho nên tôi chọn cái nơi này và đã đặt tên cho nơi này là Vườn Nắng Lạnh. Thì là vì nắng lạnh là gì? Nắng ở những vùng xứ khác đó thì là nó oi ả, lạnh thì trở thành rét mướt. Nhưng mà ở Đà Lạt có nắng lạnh, đó là sự nhất thể, nó không nằm trong thế lượng nghi nữa. Và khi con người kết mút được cái sự nhất thể của vũ trụ này thì tâm hồn người ta được bình an và người ta sáng tạo những điều chân thật cho đời sống. Chính vì thế tôi đã chọn nơi đây và đưa ra những cái điều đặc biệt của Đà Lạt mà không có nơi nào có. Chẳng hạn bốn mùa trong một ngày, đó có bốn mùa trong ngày, nó có xuân hạ thông thu đông trong một ngày và có bốn mùa. Cho nên khi chúng ta sống thực sự với thiên nhiên thì chúng ta và Đà Lạt thì chúng ta đã trải qua cả một cuộc đời. Đó là cách theo ý nghĩ của tôi. 81 hình ảnh với đủ các cung bậc cảm xúc trải qua nhiều thời kỳ cầm máy. Có tác phẩm đen trắng được chụp từ những năm 80 của thế kỷ 20. Có tác phẩm mới vừa chớp khoảnh khắc năm 2023. Nhưng dưới ống kính của MPK, Đà Lạt lúc nào, ở thời gian nào, giai đoạn nào cũng hiện lên tươi mới trong từng dáng cây ngọn cỏ và vẫn chất chứa y nguyên tình yêu nồng nàn ông dành cho Đà Lạt. Chú MBK là một người quen của nhà em lâu rồi, nên hôm nay được gặp lại chú và thấy chú vẫn hoạt động nghệ thuật sau rất là nhiều năm, từ khi mà em còn đang tập đi cơ. Thì em thấy là một cái năng lượng nhiệt huyết đến từ chú, một cái ngọn lửa đam mê dành cho nghệ thuật nó vẫn luôn cháy ở trong chú. Những cái hoạt động mà chào mừng 130 năm Đà Lạt hành thành phát triển, đồng thời cũng là chào mừng cái thành phố Đà Lạt là được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo về lĩnh vực âm nhạc, thành phố đầu tiên của khu vực Đông Nam Á. Và đây cũng là một hoạt động mà về góc độ cá nhân thì ông kỷ niệm 40 năm ngày ông cầm máy và ông đã sống hết mình ở Đà Lạt và ông đã cùng với cái máy ảnh của mình đã đi khắp các cái tỉnh thành. Và theo tiết lộ của cá nhân MBK thì ông đã có 36 bộ ảnh, trong đó hơn hàng ngàn tấm ảnh nghệ thuật rất đẹp và đã được bạn bè khắp cả nước yêu mến bằng các cái cuộc triển lãm. Nhưng đến giờ điểm này là ông triển lãm rất nhiều tỉnh thành, đặc biệt là hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã triển lãm rồi Vũng Tàu, rồi Đắk Lắk, rồi Lâm Đồng, rồi các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ và khu vực phía Bắc. Cho nên tôi theo góc độ cá nhân cũng như là Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng cũng rất là hoan nghênh cái sự đóng góp của văn nghệ sĩ trong tỉnh đối với những sự kiện lớn, những lớn của địa phương, đặc biệt là thành phố Đà Lạt, nơi mà hội tụ rất là nhiều anh em bạn bè trong giới văn nghệ sĩ nói riêng và người Đà Lạt hiện nay ở nhiều tỉnh thành đến đây để nhận Đà Lạt thành quê hương thứ hai. Đây là một trong những cái hoạt động mà tôi nghĩ rằng nó là trả nghĩa với quê hương thứ hai của mình, và góc độ cá nhân thì cũng rất là ủng hộ và rất là đồng tình. Triển lãm nhiếp ảnh của MPK chào mừng Đà Lạt 130 tuổi đã mang đến cho người xem một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và sâu sắc. Đây là cơ hội để chúng ta khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của Đà Lạt và cảm nhận tình yêu và tận hưởng cuộc sống qua ống kính của MPK. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 1 năm 2024.